Qua phóng sự trên, chúng ta có thể thấy với việc ứng dụng các phần mềm trong việc quản lý nhà hàng, công việc kinh doanh trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Đây cũng là lý do lý giải tại sao phần mềm quản lý nhà hàng đang ngày được nhiều người quan tâm khi chỉ dừng lại ở những doanh nghiệp lớn mà ngay cả những cửa hàng nhỏ lẻ cũng đã ứng dụng những phần mềm như thế này. Còn bây giờ sẽ là những gợi ý nho nhỏ dành cho những ai đang quan tâm đến phần mềm quản lý dành cho nhà hàng. Một hệ thống quản lý nhà hàng thông minh, đồng bộ với trang thiết bị hiện đại, hệ thống Arkeeper hiện đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Ghi nhận của nhóm phóng viên xã hội thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì ngày xưa thì tất cả trong nhà hàng chúng ta chỉ biết tới một cái máy tính tiền hoặc là chúng ta tính bằng tay. Thế thì bây giờ chúng tôi cung cấp một gói hệ thống công nghệ thông tin tổng thể từ cái khâu là khâu phục vụ khách hàng, đó là những cái máy order điện tử trên màn hình cảm ứng hoặc những máy PDA để nhân viên phục vụ họ có thể tự order món ăn ở trên màn hình cảm ứng. Rồi sau đó thì hệ thống cái thông tin về order tự động chuyển vào trong bếp và trong quầy bar của hệ thống máy in tốc độ cao rất là nhanh. Như vậy thì cái khâu mà tất cả cái giao dịch phục vụ khách hàng ở ngoài nhà hàng thì chúng ta đã được tự động hóa bằng hệ thống máy tính chuyên nghiệp. Thứ hai nữa thì sau đó thì cái số liệu kinh doanh hàng ngày chúng ta có hệ thống máy chủ và hệ thống back office sẽ quản lý tất cả cái giao dịch và cái số liệu bán hàng hàng ngày. Nhờ đó mà người chủ nhà hàng cũng như các bộ phận về kinh doanh, bộ phận về marketing họ có thể phân tích hệ thống báo cáo kinh doanh của mình để đưa ra những quyết định kinh doanh, những quyết định quản trị rất là kịp thời. Và khi đăng nhập vào màn hình rồi thì giao diện đầu tiên hiện lên sẽ là giao diện về cái sơ đồ bàn, sơ đồ khu vực của cái nhà hàng, của cái khách sạn đấy. Và cái việc thao tác của người order cũng khá đơn giản, là họ sẽ chọn là khu vực khách ngồi và bàn khách ngồi. Khi đấy người nhân viên phục vụ sẽ chọn, giả sử như khách vô bàn số 10, họ sẽ ăn nhân số 10, nhân viên sẽ nhập số lượng khách vô và thao tác một nút OK. Thì khi OK rồi thì vô bên trong là đây là một cái bàn của mình với phần menu nằm ở phía dưới. Phần ở đây thể hiện một số thông tin của khách và cái order chính của mình là nằm ở giữa màn hình, là nơi để những người nhân viên phục vụ order những món ăn theo ý của khách. Khách có thể gọi một số món Việt, cũng có thể gọi một số món Tây và cũng có thể gọi một số món về yogurt, kem. Đây. Thì khi đó khách, cái việc order của nhân viên nó sẽ thể hiện lên cái bưu chính của mình ở đây. Và trong xong đấy thì phần mềm em cũng tích hợp một số cái chức năng là để ghi chú cho món ăn đấy, như không ớt, không hành, không tỏi. Và khi người nhân viên phục vụ đã order những cái của khách rồi thì họ sẽ kết thúc bằng nút OK. Và khi ấy những dịch vụ in ở bếp, ở quầy pha chế sẽ in ra cho em thấy, là nó sẽ tụi em phân ra là hai loại là bếp và pha chế. Và mỗi một khu vực đó sẽ gắn một máy in của hệ thống của em. Và song song đó, bên đây tụi em, phần mềm của em còn thiết lập những nút gọi là nút tình huống để có thể mình chuyển bàn cho khách, chuyển sang một cái bàn nào bất kỳ. Những cái đơn vị mà hiện nay mà thường sử dụng cái hệ thống này nhất là những đơn vị mà kinh doanh trong nhà hàng mà người ta có xu hướng mở chuỗi, mở nhiều cái quán cùng với thương hiệu, thì người ta quan tâm tới hệ thống này rất là nhiều. Bởi vì khi mà anh mở một cái quán thì cái việc quản lý cũng đã hơi khó khó rồi đấy, nhưng mà ở một cái chuỗi thì nó đòi hỏi cái khả năng quản lý mà tập trung dữ liệu rất là cao. Và người ta tận dụng cái chuỗi của người ta để người ta làm marketing. Ví dụ như ta phát ra một cái thẻ đi, một cái thẻ giảm giá ví dụ gì đi, thì anh có thể đi ăn được nhiều quán để anh được tận hưởng được cái dịch vụ, cái chương trình khuyến mãi của một cái đơn vị đó. Tất cả những cái điều đó nó đem lại cái lợi ích thật sự cho khách hàng, cho nên người ta cần sử dụng cái hệ thống này nhiều. Trước đây thì hệ thống Anquadigy của mình đã sử dụng một số phần mềm của một số công ty khác, nhưng mà việc trích lục dữ liệu
và những cái thao tác cho nhân viên cơ bản để mà sử dụng nó rất là khó khăn. Nên mình đã sau cùng là tới tháng 3 năm 2010 mình đã chọn giải pháp là mình chọn bên Askipper để mà xách cho mình cái phần mềm. Thứ nhất là mình thấy về cái thao tác sử dụng nhân viên của mình dễ dàng hơn cho việc nhập dữ liệu. Thứ hai về việc in ấn cho những bộ phận như là bếp của quầy bar. Và cái quan trọng là cái việc trích lục dữ liệu in báo cáo vào cuối tuần, cuối tháng của những quản lý nó rất là dễ dàng. Họ chỉ có một quán, nhưng họ phải sử dụng cái hệ thống này. Họ là buôn bán, họ chỉ có một quán nhưng họ lớn, họ cao cấp thì họ cũng muốn sử dụng. Đồng thời cái hệ thống này á, nó cũng dành cho những cái người mà người ta không phải là cao cấp, người ta cũng chỉ là một cái chuỗi quán bán theo lẩu vỉa hè thôi, nhưng mà người ta cũng rất là đông khách và người ta cũng thật sự muốn cải thiện cái hệ thống quản lý của họ. Họ cũng muốn xin lợi nhuận ra để mà cao hơn, nhiều hơn trước đây mà họ có, thì họ cũng sử dụng hệ thống của mình. Cái sự tiếp nhận công nghệ của các chủ đầu tư ở trong nước thì cũng rất là nhanh, và họ đã nhận biết được cái sự cần thiết của cái sản phẩm này trong cái việc mà quản trị cái việc kinh doanh của mình. Thay vì tư duy ngày xưa kinh doanh của gia đình, thì bây giờ tất cả mọi người đã có tư duy về công nghiệp hóa nó và coi đây là một cái ngành kinh doanh dịch vụ rất là tiềm năng. Trong khi